những công việc ổn định nhất nhé. Nhân dịp lễ tốt nghiệp thì em chúc cô luôn vui vẻ, thành công trong việc chồng người của mình. Đang học ở FNC mình rất tin là được nhiều điều kiện thuận lợi, đó là được học viện hỗ trợ về cái học, cái đồ dùng học tập cho mình cơ bản đến chuyên sâu, cũng như là được các đội ngũ giáo viên rất chuyên nghiệp hướng dẫn tận tình cho mình học trong quá trình FNC. Cảm ơn FNC. Cán bộ nhân viên cộng với tất cả các bạn học viên của học viện quốc tế Vasinka.